Rồi, mình xin chào các bạn nha. Hôm nay tiếp tục đi câu đài các bạn ơi. Cũng tìm những điểm tự nhiên để mình câu các bạn. Thì hôm nay mình cũng đi câu ở Phú Túc. Cái chỗ mình câu nè các bạn. Thì mình cũng mới tới thôi, mới vừa ra cần trộn mồi các kiểu rồi. Thì hôm nay mình cũng là đi săn chép. Thì hy vọng là hôm nay có nhiều cá lớn để cho các bạn xem nha. Để mình cho các bạn coi chỗ câu nè. Thì mình đang câu nước lớn các bạn, nước đang lớn luôn á, nước ở ngoài chảy vô thì mình ngồi ở đây nè, còn nước rất là cạn luôn. Thì mình quăng ở chỗ này. Thì mình cũng câu cái bài mồi chép các bạn. Thì bài mồi này là bài mồi cám mới, mình cũng đang test thôi, cũng muốn biết hiệu quả như thế nào. Thì bây giờ mình sẽ mời các bạn xem clip nha. Hy vọng là hôm nay mình sẽ lên nhiều hàng lớn để mà chia sẻ cho anh em xem những cái phút giải trí nó cực là thú vị. Thì mình cũng chia sẻ điểm câu mồi câu hoàn toàn miễn phí hết. Anh em dành chút thời gian đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Anh em đừng quên bấm vào quả chuông để mà nhận thông báo mỗi khi clip mới. Nếu mà thấy clip hay thì anh em nhớ like chia sẻ clip ủng hộ mình nha. Rồi bây giờ mình sẽ câu, khi nào lên cá thì sẽ quay cho anh em xem. Cảm ơn anh em xem clip nha. Bên kia là cái đường đi các bạn, đây cái đê nè, mình ngồi tuốt ở dưới luôn, ngồi dưới mấy bãi nè, ngồi đèn quăng ở đó. Hồng các bạn. Cái mè nhé bà. Đây bà, cái mè này. Thì hồng to nha bạn.
ghê các bạn ơi. Còn lại uống nu con khúc đã ghê bạn. Giờ nước giờ ngập các bạn, mình không ngồi thùng được nên là mình giờ lên trên mình ngồi ở dưới đất các bạn ơi. Chỉ lên đây ngồi luôn rồi. Dính cá dướng luôn mà cái mè.
chép mọi người ơi. Chép nha bạn, mới lên nó dướng ngay chỗ đó đó, mới xuống kéo lên nhờ cái vợt mà. Rồi, mình cũng xin phép kết thúc clip các bạn ơi. Đang câu gãi đầu cần nữa các bạn ơi. Không biết dưới gì vậy, vướng gãi các bạn. Đây, gãi cái đọt luôn rồi, đổi khúc đọt. Còn con lóng rồi. Cần Handin Chu Long, Handin Thanh Long các bạn, 36. Gãi rồi. Để mình xuống mình cho các bạn coi cá rồi. Chứ không câu nữa các bạn, gãi cần đâu còn câu. Theo như bây giờ ca có 4,5 được các bạn. Ôi. Nhưng mà thôi, cũng tối rồi mình cũng về các bạn. Thì nãy giờ cũng được hai con chép. Mới điêu hồng cái mè các bạn. Để mình dọn đồ cái mình cho các bạn coi cá nha. Giải cần xui quá bạn ơi. Còn cục cám luôn nè. Xong. Đây, thành quả của mình đây các bạn ơi. Hai con chép các bạn. Hai con chép điêu hồng với cá mè, cá chim. Như đây cũng tầm 3-4 kg các bạn. Chép cũng bự lắm. Con này tròn quay con khúc à, chép như cái mè, con này thì cũng dài. Rồi. Điểm câu nha các bạn. Phú túc nha mọi người. Chào mẹ mọi người.